Xuân xin được chào đón quý vị đang đến với chương trình Thế giới đó đây. Tuần này chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với một quốc gia nổi tiếng với các câu chuyện thần thoại và cũng là vùng đất của các vị thần. Hồng Tú mời quý vị cùng đi đến Hy Lạp nha. Thủ đô của Hy Lạp, thành phố Athens với lịch sử 3.000 năm. Nơi đây là thành phố lâu đời nhất vẫn còn người sinh sống ở châu Âu. Thành phố này tồn tại từ thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên và bản thân nó đã được xem là một kỳ quan. Tại đây thì chúng ta phải kể đến nhà hát Epidaurus, là nhà hát cổ nhất vẫn đang hoạt động và được bảo tồn tốt nhất, được xây dựng từ năm 340 đến năm 330 trước công nguyên. Nơi đây được nhà khảo cổ học Cavadias phát hiện vào năm 1881. Vào thời cổ đại thì các chỗ ngồi trong nhà hát được phân chia rất nghiêm ngặt. 34 hàng ghế dưới cùng là dành cho các thầy tu và những người cai trị, trong đó thì 21 hàng còn lại dành cho những người bình thường. Nhà hát này được bảo tồn tốt nhất với sức chứa hiện nay lên khoảng 13.000 khán giả. Ngoài nhà hát vừa rồi thì ngày hôm nay Hồng Tứ cũng muốn giới thiệu đến cho quý vị một hồ nước rất nổi tiếng có tên là Melissani. Hồ Melissani nằm trong hang động là hồ ngầm duy nhất của Hy Lạp, tọa lạc tại hòn đảo Kefalonia. Một số tài liệu cho rằng hồ được tìm thấy từ thời Hy Lạp cổ đại, nhưng ở thời đại hiện đại của chúng ta thì nó được phát hiện vào năm 1951. Hiện tại đây là một địa điểm du lịch rất thu hút khách. Nước ở đây sạch đến mức dù có độ sâu đến tận 30 mét, nhưng du khách vẫn có thể nhìn thấy những viên đá ở dưới đáy hồ. Ngoài ra thì cũng phải kể đến cây cầu Ryan Antirion với chiều dài lên đến 2.88 km và có 4 tháp, bắc qua vịnh Corinth, nối liền ở giữa đất liền và đảo Peloponnese. Đây là cây cầu dây văng nhiều nhịp dài nhất trên thế giới. Trên cầu cũng có khu vực dành cho người đi bộ và đường riêng dành cho xe đạp. Nhắc đến Hy Lạp thì chúng ta phải kể đến một hòn đảo rất nổi tiếng, đó chính là hòn đảo Santorini. Mời quý vị cùng xem nhé. Santorini là một trong những hòn đảo tuyệt đẹp nằm ở miền nam của bờ biển Aegea, cách đất liền của xứ sở thần thoại Hy Lạp 200 cây số về phía đông nam. Hòn đảo này có hình vòng tròn và cũng là tàn dư của một miệng núi lửa. Kiến trúc nhà cửa ở ngay tại đảo Santorini rất đặc biệt, hay có thể nói là độc nhất vô nhị ở châu Âu. Khách du ngoạn cho rằng sự quyến rũ của Santorini nằm ở chính triết lý nhân sinh, cộng hưởng và tương hỗ giữa thiên nhiên và con người tại đây. Trời xanh, nhà cũng xanh, nhà thì bám mình len vào từng dãy núi. Núi đá dựng đứng ôm lấy bờ biển cát đen cũng là một đặc trưng của bụi núi lửa tại nơi này. Hai gam màu trắng và xanh da trời như là màu của lá cờ đất nước Hy Lạp ở ngay tại Santorini khiến nó trở nên đặc biệt hơn tất cả những nơi đặc biệt nào khác trên thế giới rộng lớn. Thời gian đẹp để đến với lại đảo Santorini là khoảng từ tháng 4 cho đến tháng 10 hàng năm. Tháng 8 cũng là tháng cao điểm nhất. Đang nói về những nơi có lịch sử lâu đời và các câu chuyện huyền bí thì ngày hôm nay Hồng Tư cũng muốn gửi đến cho quý vị một bí ẩn của kim tự tháp Giza. Không chỉ là một kỳ quan tráng lệ ở bên ngoài mà ẩn sâu bên trong đại kim tự tháp Giza vẫn là vô vàn những bí ẩn đang chờ đợi được khám phá. Nhiều người cho rằng bên dưới những lớp đá kiên cố là một hệ thống địa đạo chằng chịt như là một mê cung, có thể khiến cho người ta lạc lối mãi mãi nếu như không biết đường. Vốn được xây dựng nhằm để bảo vệ thi thể và của cải của các pharaoh khỏi những lũ trộm mộ, trọng tâm trong thiết kế của đại kim tự tháp được đặt vào ngoại thất, bởi lẽ nội thất cần được phong ấn mãi mãi. Tuy nhiên, điều đó không làm nản lòng những kẻ tìm kiếm sự giàu sang hay sau này là các nhà thám hiểm. Ban đầu thì chỉ có một lối vào duy nhất ở ngay tại kim tự tháp. Tuy nhiên, ngày nay đã có thêm một lối vào được khai thác từ bên ngoài. Cần biết thêm rằng đại kim tự tháp vốn là một phần của cả tổ hợp lớn, rất nhiều những cái công trình như là các kim tự tháp nhỏ, đường cao, hầm mộ và đền đài. Mặc dù được thiết kế rất cẩn thận với những đường hầm cục và đá chặn, nhưng mà những kẻ trộm mộ cuối cùng vẫn thành công vượt qua tất cả để đến với lại kho tàng ẩn chứa bên trong. Một trong số đó là mật thất ngầm, còn được biết đến với cái tên gọi là cái hố. Mật thất ngầm là căn phòng ở vị trí thấp nhất trong tổng cộng 3 căn phòng chính được khoét ra từ lớp đá ngầm bên dưới kim tự tháp. Độ sâu của mật thất này lên đến 27 mét. Thú vị là phần phía tây của căn phòng chưa bao giờ được xây xong. Lối vào duy nhất qua hành lang đi xuống và người ta tin rằng theo kế hoạch ban đầu thì đây mới là nơi yên nghỉ chính của Pharaoh Khufu. Nhưng trong quá trình xây dựng, vai trò đó đã được chuyển cho phòng nhà vua ở vị trí cao hơn. Đến thời điểm hiện nay thì các nhà khoa học họ vẫn chưa khám phá được toàn vẹn kim tự tháp cùng với lại những bí ẩn mà nơi này lưu giữ.
Địa điểm tiếp theo mà Hồng Tứ muốn gửi đến cho quý vị chính là khu bảo toàn kiến trúc dân gian đầu tiên trên thế giới. Chúng ta cùng nhau đi đến Slovakia nhé. Vào ngày 19 tháng 4 năm 2022 thì Liên minh Kỷ lục Thế giới có tên là World Kings đã chính thức công bố Sismani là khu bảo tồn kiến trúc dân gian đầu tiên trên thế giới. Sismani là một làng ở quận Žilina trong vùng đất của Žilina ở miền Bắc Slovakia. Ngôi làng này bao gồm một khu bảo tồn kiến trúc dân gian. Tên này có nguồn gốc từ một tiếng Slovak Sigmen, tạm dịch là một thợ mộc gây ồn ào khi làm việc. Làng nằm ở độ cao 655m và có diện tích lên đến 25.611 km². Nó có dân số khoảng 204 người. Ngôi làng nhỏ bé trông giống như nó đã có từ hàng trăm năm trước, không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Nhưng đây không phải là khu vực bảo tồn thông thường. Ngôi làng này có rất nhiều những ngôi nhà bằng gỗ đen và mỗi ngôi nhà thì lại được trang trí bằng những hoa văn truyền thống khá là phức tạp bằng sơn vôi trắng. Mặc dù các ghi chép ở trong ngôi làng ở Sismani có từ thế kỷ thứ 13, nhưng việc trang trí các ngôi nhà bằng những họa tiết ren, hoa văn hình học và cách điệu là một truyền thống bắt đầu muộn hơn rất là nhiều. Bắt đầu khoảng chừng 200 năm trước, khi mà vôi trắng được sử dụng để giúp bảo quản gỗ khỏi bị hư hỏng. Hình ảnh của các sắc tố vôi sáng trên nền gỗ sẫm màu rất nổi bật và mọi người bắt đầu xây dựng theo chủ đề, cuối cùng bao phủ hầu hết các cấu trúc khung gỗ với thiết kế đồng nhất đáng kể. Ngoài ra thì các tòa nhà nằm dọc theo các con phố nhỏ này thực sự thậm chí còn hiện đại hơn theo truyền thống ngày nay, mặc dù theo kiến trúc dân gian truyền thống. Đến năm 1921 thì một trận hỏa hoạn đã xảy ra trên khắp ngôi làng và nhiều công trình kiến trúc đã phải được khôi phục trở lại. Với sự giúp đỡ của chính phủ Slovakia, các quỹ quyên góp đã được cung cấp để giữ cho Sismani như cách mà nó đã tồn tại trong nhiều thế kỷ vừa qua. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá một trong những nét đặc trưng của văn hóa Nhật Bản, đó chính là cách mà họ sử dụng con dấu. Mặc dù là một quốc gia nổi tiếng với sự phát triển và ứng dụng công nghệ hiện đại, nhưng từ trước đến nay thì nhiều thủ tục hành chính ngay tại Nhật Bản đều yêu cầu phải sử dụng con dấu cá nhân có tên gọi là Hanko. Hầu như người Nhật nào cũng có một con dấu cá nhân dùng để thay thế cho chữ ký trong các văn bản. Con dấu được gọi là Hanko hoặc là Inkan và được sử dụng bởi cá nhân hoặc công ty. Những con dấu này sẽ được người Nhật sử dụng cùng với một hộp mực màu đỏ có tên là Shuniku để đóng dấu những giấy tờ như là đơn nhận hàng, giấy kết hôn hay là đơn thực hiện giao dịch rút và chuyển tiền trong các tài khoản. Nói một cách khác thì con dấu Inkan được sử dụng thay cho chữ ký của người Nhật. Về chất liệu thì Hanko thường được làm từ gỗ, nhựa hoặc là đá. Hanko bằng gỗ là chất liệu được ưa chuộng nhiều nhất. Và con dấu được sử dụng trong nhiều việc, từ những việc hàng ngày như xác nhận thư, bưu phẩm đến những giao dịch, ký kết hợp đồng, mở tài khoản ngân hàng, v.v. Tuy nhiên, không phải là Hanko nào cũng sử dụng được cho những giao dịch quan trọng, chẳng hạn như là ký kết hợp đồng mua bán, mở tài khoản ngân hàng. Đối với là những giao dịch quan trọng hơn thì người Nhật phải sử dụng loại Hanko đã được ghi danh với chính quyền địa phương. Đúng là khó có thể ngờ, một quốc gia phát triển mạnh về công nghệ nhưng họ vẫn còn lưu giữ những nét văn hóa truyền thống. Bây giờ thì Hồng Tứ xin được phép tạm dừng chương trình trong vòng ít phút cho một vài những thông tin thương mại đến từ các cơ sở đã bảo trợ cho đài truyền hình SET TV. Hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục giữ màn ảnh. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một bước tiến quan trọng trong giới khoa học khi mà việc trồng cây trên mặt trăng có thể trở thành hiện thực trong tương lai. Lần đầu tiên trong lịch sử thì một trong những nghiên cứu do NASA tài trợ, các nhà khoa học đã có thể trồng được cây trong mẫu đất họ lấy từ mặt trăng từ 50 năm trước. Bước tiến này không chỉ tác động việc khám phá không gian mà còn dành cho cả hoạt động trồng trọt trong những khu vực khắc nghiệt trên trái đất.
Trong dự án này, thì các nhà khoa học từ trường Đại học Florida đã trồng được một nhánh trong họ cải xanh, trồng ngay trên mẫu đất mặt trăng thu thập được từ các sứ mệnh Apollo 11, 12 và 17. Tuy nhiên, khi so sánh với lại cây trồng ở trên đất liền, thì những cây trồng bằng đất mặt trăng và bụi núi lửa không phát triển tốt bằng. Các cây cũng phát triển khác nhau tùy thuộc chúng ở trong nhóm nào. Một số thì phát triển chậm hơn và rễ cũng còi cọc hơn, trong khi một số khác có lá còi cọc hơn lại bị ngã sang màu đỏ. Tuy nhiên, nghiên cứu này sẽ mở đường cho việc trồng cây trên mặt trăng trong tương lai. Đồng thời, nó cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu nghiên cứu này có giúp các nhà khoa học tìm được cách trồng trọt trên mặt trăng, cũng như là liệu có điều này có giúp cho các nhà khoa học tìm hiểu thêm về sao hỏa và khả năng trồng trọt trên hành tinh đỏ hay không. Tiếp tục chương trình tuần này sẽ là một địa điểm rất hoàn hảo cho những ai yêu thích trò chơi mạo hiểm. Chúng ta sẽ cùng khám phá trò chơi xích đu cao 140m ngay tại Dubai nha. Với chiều cao lên đến 140m, Skyflyer ở Bollywood Parks, Dubai không phải là trò chơi dành cho những người yếu tim hay là sợ độ cao. Đây là một trò chơi trong Bollywood Parks, Dubai, công viên giải trí họ lấy chủ đề là ngành công nghiệp phim của Mumbai, Ấn Độ làm trọng tâm. Được thiết kế cho cả người già và trẻ nhỏ, những người đam mê và không đam mê mạo hiểm. Skyflyer đem đến cho người chơi trải nghiệm trượt và đu cùng một lúc, với các chuyển động như là nâng lên, hạ xuống và quay ở các tốc độ khác nhau. Từ độ cao đến chóng mặt, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh công viên và khu vực xung quanh. Công viên này mở cửa từ tháng 2 năm ngoái và xích đu này được xây dựng từ 421 tấn thép, có sức chứa tối đa là 24 du khách. Để hoàn thiện được Skyflyer, đội ngũ này đã tốn 600 ngày xây dựng và 120 ngày lắp đặt. Cũng ngay tại Dubai thì hôm nay chúng ta cùng nhau đi khám phá bảo tàng tương lai với thiết kế vô cùng đặc biệt nhé. Bảo tàng tương lai do kiến trúc sư Sean Killer của Killer Design thực hiện và được tổ chức Tương lai Dubai ủy quyền. Đây là một trong những công trình độc nhất vô nhị tại Dubai. Bảo tàng kim loại 7 tầng cao đến 77 mét với thiết kế hình ellipse và được trang trí bởi 14.000 mét thư pháp Ả Rập trên nền thép. Kính được trang trí bằng những câu nói đầy cảm hứng do Hoàng thân Sheikh là Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và cũng là người cai trị của Dubai, chấp bút. Sau đó thì những câu nói này đã được nghệ sĩ Mata Bin Lahe chuyển thành thư pháp. Bảo tàng với hàng loạt những điểm du lịch được bố trí xung quanh toàn bộ tòa nhà, không cửa sổ và một cầu thang xoắn ốc màu trắng nổi bật vươn lên qua các tầng. Bảo tàng bao gồm có 5 tầng và những trải nghiệm rất khác nhau, với tầng trên cùng còn với chủ đề vũ trụ có tên là OSS Hope, cho phép du khách tham gia một trải nghiệm hoàn toàn mới trong không gian. Phần rừng nhiệt đới ở tầng tiếp theo được gọi là Vault of Life, với sự tái hiện một phần có thật của khu rừng nhiệt đới Amazon ở Leticia, Colombia. Nó mô tả lại hệ sinh thái của rừng nhiệt đới với chủ nghĩa hiện thực. Di chuyển xuống một tầng nữa thì du khách sẽ khám phá màn trình diễn ngày mai hôm nay. Ở đây thì du khách sẽ được khám phá những dự đoán công nghệ có thể định hình tương lai. Cuối cùng, ở cấp độ thấp nhất thì du khách sẽ đến với phần Anh hùng tương lai, không gian vui chơi được thiết kế cho trẻ em dưới 10 tuổi. Ngoài ra, đây còn là nơi cung cấp các khóa học nghiên cứu nâng cao, sở hữu các phòng thí nghiệm. Tại đây còn có rất nhiều những không gian thú vị như là khám phá ngoài không gian cho du khách cảm giác như đang đi trên một con tàu vũ trụ, ngắm dải thiên hà bên ngoài. Còn bây giờ, Hồng Tứ sẽ giới thiệu đến cho quý vị những toa tàu nổi tiếng về độ xa xỉ bậc nhất trên thế giới. Đầu tiên phải kể đến là toa tàu Maharajas Express của Ấn Độ. Mỗi toa tàu trên con tàu Maharajas đều có một quản gia riêng, đặc biệt là phòng tổng thống. Maharajas đã 8 năm liên tiếp giành giải bình chọn du lịch dịch vụ tàu sang trọng hàng đầu thế giới của World Travel Awards. Vào năm 2021, thì đoàn tàu này cũng đã giành giải dịch vụ tàu sang trọng hàng đầu châu Á của World Travel Awards. Tour 8 ngày có tên là Di sản Ấn Độ trên chuyến tàu này là một trong những hành trình đắt khách nhất, đi qua các thành phố nổi tiếng như là Mumbai, Udaipur, Jaipur, Jaipur, Agra và Delhi với giá từ 3.850 đô cho đến 23.700 đô một người. Kế đến chúng ta phải nói tới chính là toa tàu của Tây Ban Nha có tên gọi là Transcentabrico Gran Lujo. Đứng đầu về mức giá trên trời trong loạt tàu hỏa sang trọng trên thế giới, đoàn tàu này được so sánh không kém gì một khách sạn 5 sao thông thường.
Tại mỗi điểm dừng chân đều có các hướng dẫn viên tới giúp đỡ cho hành khách, hệt như là trên xe bus hiện đại. Ngoài ra thì với tiêu chí giá cả đi liền với chất lượng thì tất nhiên du khách sẽ được thưởng thức vô vàn những món ăn, rượu vang cao cấp được hãng cẩn thận chọn lựa. Với mức giá là 4.859 đô, và hãng cam đoan sẽ không làm phật ý bất kỳ một khách hàng nào khi họ chọn tham gia toa tàu này. Cuối cùng trong chương trình là toa tàu mang tên Eastern and Oriental Express của Đông Nam Á. Chúng ta cùng xem chuyến tàu này có gì lạ nha. Kể từ năm 1993 thì chuyến tàu cao cấp nối giữa Bangkok, Kuala Lumpur cùng với lại Singapore với các tiện nghi dịch vụ không kém khách sạn 5 sao đã thu hút không ít du khách đến Đông Nam Á. Nội thất trang trí tàu lấy ý tưởng từ bộ phim Shanghai Express được ra mắt vào năm 1932 với lụa Thái Lan, đồ thêu thủ công của Malaysia và gỗ ván anh đào. Thiết kế nội thất càng nổi bật hơn khi mỗi đoàn tàu đi qua các khu rừng nhiệt đới và đền đài cổ. Giá vé của tòa tàu này là khoảng từ 3.300 đô cho một người. Đến đây chương trình của Hồng Tứ cũng đã hết thời gian. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và nếu như chúng ta có những thông tin thú vị hay là các địa điểm du lịch nào đẹp quý vị muốn chia sẻ về cho chương trình, xin quý vị gửi qua địa chỉ email thegioidoday@gmail.com. Hồng Tứ xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những chương trình lần tới.